tốn nghiệm vừa xinh vừa giỏi. Ừ, đúng là con nhà người ta ha. Do mày, là do mày ngu, mày không đọc mật khẩu email. Mày không sợ nói dối sẽ được cắt lưỡi hả? Nói dối sẽ được cắt lưỡi. Nói dối sẽ được cắt lưỡi. Đây đúng là một trường hợp hiện hữu. Sao nạn nhân có thể được cắn lưỡi tới chết trong lúc ngủ vậy? Nói dối sẽ bị cắt lưỡi đó. Còn Josie, chị muốn kể chuyện gì? Hôm nay chị sẽ kể một câu chuyện kịch tính hơn. Đó là trò chơi thang máy.